Một ngày trải nghiệm quán ăn vặt vừa cute vừa hot hit được các TikToker review. Không biết có đúng như quảng cáo không ta? Chuyện là mấy nay lướt TikTok thấy nhiều bạn review cái quán ăn này ghê á. Nhân dịp hôm nay được mẹ cho tiền nên là tôi đi ăn luôn, còn chần chờ gì nữa. Không gian quán đối với mình thì nó hơi nhỏ xíu. Mới tới quán đập vô mắt tôi là cái tủ thần kỳ này nè. Trời nhìn xinh xỉu luôn á mọi người. Nhìn mấy cái chai cute mà muốn mua hết luôn vậy á. Không gian quán được cái nhỏ nhưng mà cũng khá là thoáng. Tại vì nằm ở ngay vỉa hè gần bờ sông khá là chill. Quay lại chủ đề chính là đồ ăn vặt nè. Gì mà nhiều dữ vậy? Rồi xong lỡ order nhiều quá không biết ăn cái nào trước đây ta. Ủa có cái ly trà sữa hai ngăn kết hợp đồ ăn bên trên nhìn lạ quá nè. Cứ order trà sữa trà dâu kết hợp với lại mì trộn mai cua. Quá nhiều topping cho một phần mì trộn luôn. Có thêm cái mai cua nữa, nhìn mà lem ghê chưa? Phải nói là trộn hơi bị ngon luôn, sợi mì thì dai dai ngọt ngọt mặn mặn. Nói chung là ngon đó nhưng mà có điều là nhiều quá mình ăn không hết. Ăn xong hút miếng nước luôn, quá là tiện. Tiếp theo là một món ăn vặt khá là quen thuộc. Ô là trời, nhìn cái chén trứng nướng nó quá trời topping luôn. Bỏ vô cái miệng nó béo béo nó tan chảy trong miệng, thơm gì đâu á. Ngon quá nên ăn hết luôn. Công nhận quán ăn tuy nhỏ nhưng mà bán quá trời đồ ăn vặt luôn á. Có cả gà và tteokbokki lắc phô mai nữa nè. Điểm cộng ở đây là gà viên và tteokbokki làm nhỏ nhỏ rất là dễ ăn mà không bị ngán nha. Ô là trời, khúc này cái gì mà siêu to khổng lồ dữ vậy? Đúng là con mắt to hơn cái bụng kêu cho quá trời rồi, giờ không biết ăn sao cho hết. Mọi người nhìn cái mẹt đồ nướng này nó to gấp mấy lần cái mặt của tôi luôn á. Phải nói là tôi thích nhất cái chân gà rút xương luôn nè. Nó dai dai giòn giòn sực sực mặn mặn cay cay đã ghê. Cái mâm đồ nướng siêu to khổng lồ này chắc phải 3-4 người ăn mới hết quá. Thấy nó rẻ nên kêu ai về nó bự quá trời. Ngoài ra còn có nhiều món ăn vặt khác cho mấy bạn lựa chọn lắm nha. À quên nữa, bạn nào mà thích ăn cay không thể bỏ qua món này đâu nha. Đây là chân gà sốt tứ xuyên cay quá trời luôn. Ngựa ngựa order ăn thử ai về nó cay xỉu, xỉu lên xỉu xuống, xỉu úp, xỉu đau, xỉu ngang, xỉu dọc. Cay quá nên uống miếng nước làm miếng bánh ăn cho nó đỡ cay coi. Không những cái bánh làm như cái viên phô mai trong tâm mình cherry á, cute ghê. Thôi ăn no rồi, khúc này cho ông Nguyên ăn nè. Không bé ơi. Ủa mày đặt kêu không ăn xong giờ ngồi ăn gì, đúng rồi vậy má. Đúng là cái đồ lưng lẹo. Tại vì nó ngon quá chứ gì. Nói chung quán này được 8,5/10. Tuy là không gian hơi nhỏ nhưng mà được cái đồ ăn ngon nha.